allow pain in your body. Concentrate it. So khi mình đang cảm thấy khó chịu hay là đau trên cơ thể của mình thì mình hãy cố gắng tập trung sâu hơn, có sâu vào hơn. Where do you have pain in your body? There only concentrate in your mind. Concentrate, big toe. Chỉ tập trung vào ngón chân cái ạ.
concentrate your left big toe. Tập trung vào ngón chân cái và chân bên trái. Only observe your my word. Chỉ tập trung suy nghĩ của mình vào điểm đó thôi ạ. Only concentrate your left four toes. Và tập trung vào bốn ngón chân còn lại của bàn chân trái. Concentrate your left calf muscles. Tập trung vào bắp chân bên trái. Concentrate your left knee. Tập trung vào đầu gối bên trái. Concentrate your left thigh. Tập trung vào đùi bên trái. Concentrate your trunk backside. Tập trung vào vùng eo đằng sau lưng của mình. Concentrate your trunk upward, forward. Tập trung vào phần eo phía trước của mình. Concentrate your right shoulder. Tập trung vào vai bên phải của mình. Concentrate your right arms. Tập trung vào cánh tay bên phải của mình. Concentrate your right elbow. Tập trung vào khuỷu tay bên phải của mình. Concentrate elbow to right palm. Concentrate left shoulder. Tập trung vào vai bên trái. Concentrate your arms, left arms. Tập trung vào cánh tay bên trái. Concentrate your left elbow. Tập trung vào cổ tay bên trái. Concentrate elbow to left palm. Concentrate your back neck. Tập trung vào phía sau cổ của mình. Concentrate your back head. Tập trung vào phần đầu phía sau của mình. Concentrate your top head. Tập trung vào phần đỉnh đầu của mình. Concentrate your forehead. Tập trung vào trán của mình.
uống cà chè đi. Shanti.